Thành xin chào ông bà, cô bác và anh chị đến với nội dung tiếp theo kênh Thành Mai Tây Bắc. Thành mong ông bà, cô bác và anh chị thông cảm trong mấy ngày qua. Thành có bận một chút công việc ở gia đình Thành. Thành không lên video được cho ông bà, cô bác và anh chị cùng theo dõi. Lý do tại sao là Thành không ra video đều được. Lý do là Thành chuyển lại cái hàng tạp hóa và hàng sửa xe của Thành sang lối bên kia. Và Thành ở nhà cùng anh em thợ. Anh em thợ là bắn thêm cái mái. Thêm hai cái mái ở khu chuồng lợn này. Vì cái mái ở khu chuồng lợn nhà Thành nó bị sập rồi. Ngày trước là mái này là Thành chỉ bắn bằng cây mai và ngói pà rô thôi, nhưng những cây mai bị những con mọt xâm chiếm rồi. Mục thì khu này nhà Thành còn nấu rượu này, nấu cám này cho lợn ăn, mà dùng lâu dài không an toàn. Chẳng may là mưa to gió lớn hoặc là lúc đang nấu thì có cây nó bị sập xuống, nó đã bị sập đấy, Thành đã đỡ ở dưới rồi. May và người nữa thì lúc đấy này lại bị nặng ra đó, nên Thành quyết định bắn những cái mái tôn thôi, cái mái tôn để nuôi mấy chú lợn và nấu rượu ở đây. Đây khu này là khu hàng tạp hóa, Thành chuyển ra bên này. Đây là cái chuồng chó để trông hàng. Hàng tạp hóa và đồ sửa xe thì Thành để hết ở trong khu này. Và Thành có mở thêm một cái cổng ở đây nữa. Đây, một cái cổng ở bên này. Cổng ở bên này bán, bán hàng cho thuận tiện. Vì ở bên kia thì nó không thuận tiện như bên này. Và mẹ Thành về rồi thì nhiều lúc thì Thành có lấy hàng tạp hóa và hàng sửa xe đi vào trong cái khu bếp kia. Là lúc là buổi trưa mẹ Thành đang ngủ trưa thì người già, ông bà, các bác ngoài chị cũng biết, người già giấc ngủ trưa của họ rất là quan trọng. Có mà tiếng động một chút nữa thì họ không ngủ được. Những đồ ở trong này Thành bỏ hết ra rồi. Đây, bỏ hết ra đây để tạm ở đây thôi. Còn ở đây thì hôm nào xong thì Thành sẽ để hết ở khu này. Công trình của Thành đang làm dở dang rồi. Bốp, im. Đang làm dở dang. Wow. Bốp, im. Giờ Thành tranh thủ trời chưa sáng, Thành lên thăm công trình vợ chồng Bùng Tính, xem công trình vợ chồng Bùng Tính đến đâu rồi. Thành xin mời ông bà, cô bác, các chị đi cùng Thành. Thành đang có mặt tại công trình nhà của hạ chồng Bùng Tính. Không biết là công trình vợ chồng Bùng Tính anh Tuyền nằm đâu rồi. Lên nhà thì anh Tuyền và chị Vân đã đổ xong rồi, và anh đã gác lên những cây gỗ để làm gác xếp rồi. Đây là phích nước và chậu và giường đây và chiếu. Chắc là hai chồng Bùng Tính về đây ngủ thôi. Phía bên trong thì anh Tuyền cũng cháy hết rồi các bác ạ. Trong bếp này còn lần bếp thì chưa đổ thôi. Đây không biết là cái gì đây, cái gì đỏ đỏ đây à? Đồ bố mẹ vợ em Tính cho.
Đường điện à, anh chuyển anh cũng lắp xong hết rồi. Đây là bến dừa đây. Bến dừa nhà vợ cho vô tính thì anh tuyển anh cho cây đón tay lên rồi. Về phần chat thì hầu như là anh tuyển đã chat được 99% rồi. Còn đúng một tí chỗ này các bác ạ. Còn một ít ở khu này là anh tuyển chưa chat thôi. Và hôm Thành không lên đây được thì Thành có lấy thêm một xe cát này. Xe cát đầy đổ lèn. Và có lấy thêm xi. Lấy thêm xi cho chồng bố tính. Và chờ lên cái téc nước đây. Đây là chiếc téc nước làm của bác ạ. Giờ Thành sang hỏi nhà em rùa xem nào. Thấy chăn chiếu nhà Bùng Tính đây và có thấy đôi dép ở trong bếp mà không thấy hại cho Bùng Tính đi đâu. Chào cả nhà mình. Bác nhận rau ăn sáng à? Rùa ơi, bạn có thấy nhà vợ chồng Bùng Tính đâu không? Đi đẻ rồi. À, đi đẻ rồi á? À? Đi đẻ ở đâu? Đi đẻ ở huyện sao? À, sao không đẻ ở đây? Thì mình không biết được, đi ngoại về. À, đi ngoại về là nghe nói là em Bùng là đẻ rồi. Đi đẻ ở dưới huyện. À, đi đẻ dưới huyện. Đi lâu chưa bạn? Đi từ hôm kia đó. À, từ hôm kia rồi. Thế là đi taxi xuống đấy à? Vâng. Thành vừa hỏi bạn rùa ấy, bạn rùa bảo là em Bùng là đi đẻ rồi. Lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp cho thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy. Thành có gọi cho em Bùng Tính ấy. Gọi điện thì không thấy nhấc máy. Không biết là tình hình hai vợ chồng em và em bé thế nào rồi. Em Bùng Tính xanh giờ mà không thấy, em tính là điện cho Thành. Thành cầu mong cho em Bùng và em bé là mẹ tròn con vuông. Để lúc nữa Thành điện lại xem tình hình thế nào. Giờ Thành xin phép về bên nhà Thành rửa xe cho khách. Thành chuẩn bị về thì nghe thấy chuông điện thoại rung. Em Bùng Tính san hồ gọi. Ê, gọi là kết thúc luôn rồi. Điện thoại của Thành nó bị đơ ấy cô bác ạ. Để Thành gọi lại xem. Alo. Tính à? Đang ở đâu đây? Ở dưới huyện á. Anh lên đây anh nghe nói là vợ chồng em đi sinh à? Vợ em đẻ rồi à? Mạng quả Tính yêu quá các bác ở đây. Cái lời quả Bùng Tính không ổn định. Đang ở đâu mà tối thế?
Đang ở bệnh viện à? Alo. Tính là đang ở bệnh viện. Vợ em sinh rồi à? Alo. Tính ơi. À Bùng đây à? À Bùng sinh rồi à? Ồ chào Bùng nhá. Khỏe không Bùng? Khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Bao giờ em về? À không biết á. Thế cho anh xem em bé nào. Em bé đâu? À em bé của nhà vợ chồng Bùng tính đây. Các bác ạ. À, em bé đang ngủ à? Mạng thì hơi yếu. Để Thành zoom điện thoại to lên này. À em bé đáng yêu đấy. Em bé sao lại truyền cái gì vào tay đây? À em bé tiêm à? Em bé có khỏe không? À em bé có khỏe. Thế bao giờ vợ chồng em về? Mới hôm về. Thứ sáu là ra viện. Tính bảo là hôm qua mới nhập viện. Là hôm qua vợ em mới sinh em, vợ mới sinh thì đừng cho vợ đi lại, cho vợ làm nghỉ đi, đi lại không tốt đâu. Ở mạng mạng yêu quá. Thế thôi có gì thì anh qua thăm hai vợ chồng em nhá và em bé. Anh tắt máy đây. Bye bye nha. Mạng yếu quá cô bác ạ. Nên nói chuyện với em tính thì nói chập tròn khó nghe quá. Em chào anh trước. Anh đi đâu sớm thế? À Bùng em sinh rồi anh có biết không? Có biết rồi. Chiều hôm đấy thì bảo là đẻ ở nhà thôi, thì anh bảo là thôi có các bác các cô thật sự, nhưng mà mỗi người một ý thì thôi, tốt nhất là đưa xuống viện thì hai vợ chồng cũng thống nhất đưa xuống viện, mà đến trạm thì thiết bị không đủ ấy. Đến trạm mình à? Ở trạm mình, trạm xa mình ấy, thì họ lại chuyển xuống huyện. Thế là đi taxi xuống gần đến Bảo Vược thì lại đẻ rồi, thì nó lại dừng ở bệnh viện gần nhất. Gần nhất đấy. Thì bây giờ mới gọi là xuống, lại chuyển xuống huyện rồi. Chắc vài hôm nữa về đâu. Vâng ạ. Thế là chắc là thiết bị ở xã Bản Vược cũng là xã thôi, là thiết bị không đủ. Thế là xuống bệnh chắc viện là huyện. Do mẹ yếu quá nên mới phải chuyển xuống huyện đi, còn đến là nếu mà mẹ khỏe thì cũng không phải xuống đấy. Hai vợ chồng cũng rất là để ở nhà cơ, nhưng mà anh bảo là yếu như này thì tốt nhất là vẫn phải đi huyện, đi viện cho nó an toàn. Vâng đúng rồi. Bây giờ thì cứ phải đi bệnh viện, không còn tiêm thuốc cho mẹ cho con nữa anh ạ. Em cảm ơn anh nhá. Rồi, anh đi nhá. Anh rồi có gặp anh trước ở gần nhà chú thôi. Thành có trò chuyện qua với anh trước bảo là
vợ chồng em bùng tính là muốn sinh sinh ở nhà, không có cô bác tham gia góp ý là sinh ở nhà không an toàn, thì đi xuống trạm xá xã, đại đạo xã thì ở dưới đấy thì thiết bị không đủ, không đủ thì hai chồng em thuê xe thì đi xuống bệnh viện huyện, đi đến nửa đường đến bệnh viện xã Bản Vược thì em bụng tính đau bụng quá thì bác tài xế thì đưa em bùng vào trạm xá gần nhất để sinh xong thì tình hình sức khỏe của mẹ và bé là không ổn thì mọi người là lại chuyển hai mẹ con em bùng xuống bệnh viện huyện. May quá là chồng em bùng tính là cũng khơ được các bác và hàng xóm là giúp đỡ, không thì không biết là như thế nào. Giờ Thành đi về bên nhà sửa xe cho khách. Hôm nay video đến đây thôi. Cho Thành xin chào và hẹn gặp lại ông bà, cô bác, anh chị. Hẹn gặp lại mọi người trong những chút phim tiếp theo kênh Thành Mai Tây Bắc.